Em chào bác nhá, em Lâm đây. Em lại quay tiếp một chiếc bếp ga âm đây. Hiện tại thì bếp ga âm em đang còn rất là nhiều màu nhá, màu trắng này, màu đồng này, màu đen này, màu ghi này. Em còn rất nhiều bếp ga âm nhá. Thì mỗi ngày em sẽ quay một con. Thì trước mắt đây là một con bếp ga âm. Con này thì là của Zinai, đấy, thương hiệu Zinai. Đấy, dòng này dòng đời cao, phím là phím ấn là phím này của nó có trợ lực này. Đấy. Đấy. Full 3 bếp. Đấy. Full 3 bếp. Phun 3 bếp luôn, em cho lửa to hết luôn. Đấy, phun 3 bếp luôn. Đấy. Lửa xanh đét luôn. Đấy, to như cái bát loa, để lồi lên tự động nó to lửa ra. Đấy, em quay vào đây. Tính năng đây. Bếp thì là bếp phun 2 đồng hồ luôn. Đấy, phun 2 đồng hồ, có hẹn giờ. Đấy, có chế độ nấu cơm, nấu nước. Đấy, đầy đủ hết nhá. Đấy, cả chỉnh nhiệt độ rán nấu. Đấy. Cả bếp con nó đun một lúc đồng thời được 3 bếp luôn. Và có cả hẹn giờ luôn. Ngăn nướng đây. Nướng thì là nướng 2 tầng lửa. Đây. Nướng này, em đang quay nó nướng. Đấy, con này thì không phải chỉnh bếp nên là lửa nó xanh đét. Đấy. Đấy. Cái giá nướng thì em vứt ở ngoài, nó là cái giá sắt, em vứt ở ngoài để quay video cho bác dễ nhìn. Đấy. Cực đẹp luôn. Đấy, nướng 2 tầng lửa này. Đấy. Chiếc bếp này là siêu phẩm luôn. Con này là mặt kính nhá, mặt kính cao cấp nhá. Glen cái gì? Clear glass là dòng mặt kính như gì có phủ kim cương hay cái gì đấy. Đó là dòng kính đời cao. Đấy, chống xước, viền là viền bo nhôm nhá. Đấy, dòng bếp đời cao nó sẽ là viền bo nhôm nhá. Con này bếp cực đẹp luôn. Này, quay họng gà các bác nhìn luôn. Đấy, cực đẹp luôn. Đấy, không han gì mục ngoạt gì. Zin rất là đẹp luôn, chưa ra một con ốc luôn. Đấy. Chất bếp miễn bản. Bếp full tính năng. Bác nào lên nhà mới hoặc là cần lắp bếp ga thì lắp cái dòng bếp ga âm này thì quá đẹp luôn. Đấy, nó không bị lỗi, nó chìm xuống mặt bàn. Đấy. Mà giá thì rất bình dân luôn. Đấy, con này chạy bằng pin, pin đây. Đấy. Các bác mua máy là em tặng cho các bác hai đôi pin xịn, pin này này. Đấy, tặng hai đôi pin xịn. Đấy. Đấy, ga các bác cắm ga Việt Nam ấy, nhiều bác cứ mua bếp ga Nhật hỏi là dùng ga gì thì cũng bảo với các bác luôn là nó dùng ga Việt Nam nhá. Đấy, dùng cắm trực tiếp bình ga Việt Nam mình dùng bình thường nhá. Đấy, các bác hỏi em là cắm ga gì. Đấy. Trước này em bán các bác giá là 5 triệu đồng. Đấy, đã bao gồm phí ship, bảo hành 5 năm, hỗ trợ thay thế linh kiện trọn đời. Đấy, các bác mua em là cả một đời các bác dùng mà chẳng may hỏng gì cứ điện em gửi đồ em tặng các bác. Đấy, bảo hành 5 năm. Đấy, bác nào lấy thì alo em này. Hết 5 năm vẫn hỗ trợ đồ nhá. Đấy, tức là hỗ trợ sửa chữa trọn đời luôn. Đấy. Riêng cái mặt kính này là các bác với là mà vẫn có kính thay nhá. Kính này thì đầy luôn. Đấy, bác yên tâm nhá. Đấy, vợ chồng mà chẳng may mà có rơi cái bát cái đũa thì cũng thoải mái yên tâm nhá. Kính này là kính chịu lực lên rơi thoải mái. Đấy, trừ khi là cầm bếp đắp đi thôi. Đấy, bao lấy thì alo hai số này nhá. Đấy, bác nào xem đúng chân tiền hợp màu với con này thì alo em. Con này là mặt vân chấm bi cực đẹp luôn. Đấy, bao lấy thì alo em. Em chào các bác nhá.